trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua thì chương trình Xe và Xu hướng đã có dịp đến thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để cùng tham quan và tìm hiểu về quy trình sản xuất những chiếc xe điện mini Wuling Hongguang như chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị trước đây. Và những mẫu xe này đã có mặt tại Việt Nam do TMT Motor lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe điện cỡ nhỏ, sử dụng rất là đơn giản, giá thành cũng rất là hợp lý và nó cũng được trang bị khá là nhiều cái công nghệ hiện đại hiện nay. Và có thể nói những chiếc xe điện mini này là những cái chiếc xe điện bán chạy nhất thế giới của liên doanh SGMW. Tại Liễu Châu, đoàn công tác đã được ông Rick Sharma, phó chủ tịch điều hành của liên doanh GM SGMW, cùng các lãnh đạo khác của liên doanh đón tiếp. Lịch sử của SGMW bắt nguồn từ nhà máy động cơ máy móc Liễu Châu vào năm 1958. Kể từ khi thành lập, khái niệm Wuling sẽ chế tạo bất cứ thứ gì mọi người cần đã là kim chỉ nam cho hoạt động của công ty này. Quá trình phát triển thực sự bắt đầu khi nhà máy ô tô mini Liễu Châu chính thức được thành lập vào năm 1985. Ngày 18 tháng 11 năm 2002, liên doanh SGMW được thành lập. Từ đó đến nay, công ty đã liên tục và không ngừng mở rộng về quy mô, sản lượng, sản xuất và bán hàng, phát triển thành một nhà sản xuất ô tô mini hiện đại hóa và quốc tế hóa với cam kết đổi mới và không ngừng tiến bộ. Tính đến tháng 6 năm 2023, tổng doanh số bán hàng tích lũy của liên doanh SGMW vượt qua 27 triệu chiếc và tổng doanh số bán xe điện vượt qua 1,5 triệu chiếc. Đây là một cái liên doanh gồm có liên doanh GM của Mỹ và hai liên doanh thuộc Trung Quốc, đó là SAIC và Liễu Châu Ô Tô. Trong liên doanh này thì GM đóng vai trò rất là quan trọng, bởi vì GM sẽ phụ trách cái phần phát triển sản phẩm cũng như là giám sát về cái quy trình sản xuất cũng như là những cái công nghệ theo tiêu chuẩn của GM toàn cầu. Trong khi đó thì hai liên doanh của Trung Quốc, đó là SAIC và Liễu Châu Ô Tô, thì sẽ phụ trách về cái việc bán hàng, marketing cũng như là chăm sóc khách hàng, phân phối sản phẩm đến nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Ở phân khúc xe điện, các mẫu xe điện Wuling đã tạo ra một đại dương xanh trong thị trường xe điện. Tính đến tháng 7 năm 2023, tổng doanh số bán hàng đã vượt quá 1,5 triệu chiếc, được thị trường đánh giá cao. Có thể nói, thành công nhất ở phân khúc xe điện của liên doanh SGMW là Hongguang Mini EV, mẫu xe đứng đầu về doanh số bán xe điện của Trung Quốc suốt 3 năm qua, từ năm 2020, 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Thưa quý vị, ở phía sau lưng tôi là cái khu vực để kiểm tra xe trước khi xuất xưởng. Và hiện nay thì SGMW có rất là nhiều các cái phân khúc xe khác nhau, từ MPV, SUV, xe tải, pickup cho đến xe điện, đặc biệt là xe điện rất là nổi tiếng của liên doanh này. Và hiện nay có hai thương hiệu xe điện, đó là xe điện Mini Wuling Hongguang và xe điện Bao Jun, là xe điện Bảo Tuấn đó. Và nhà máy mà chúng tôi đang tham quan đó là nhà máy Bảo Tuấn. Tại nhà máy Bảo Tuấn của SGMW, công ty đã đầu tư 4 tỷ nhân dân tệ với diện tích 133 hectare. Tổng số 14 phòng thí nghiệm phụ tùng và xe tiên tiến đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế để thử nghiệm xe. Xe điện của liên doanh SGMW đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra nghiêm ngặt và đạt chứng nhận GMS BIQ4, cấp độ sản xuất cao nhất thế giới. Dây chuyền sản xuất tự động hóa cao, quy trình dập, hàn sơn và lắp ráp cuối cùng tiên tiến đảm bảo chất lượng cao của các sản phẩm Hongguang Mini EV. Thưa quý vị, ngoài nhà máy lắp ráp, chúng tôi còn có dịp đi thăm những cái khu nghiên cứu cũng như là những cái khu mà họ test được những cái công nghệ cũng như là những cái chức năng an toàn của một cái chiếc xe. Thì một trong những chỗ mà chúng tôi đến tham quan đó là một cái phòng. Phòng này là họ dùng để test cái tiếng ồn của động cơ cũng như là cái tính cách âm của một cái chiếc xe. Hongguang Mini EV luôn giữ vị trí là mẫu xe bán chạy nhất trên thế giới và 7 lần giành vị trí đứng đầu về doanh số bán hàng toàn cầu. Năm 2022, doanh số bán hàng cả năm đạt 554.000 chiếc, một lần nữa đứng đầu toàn cầu.
xe điện của liên doanh SGMW được sản xuất lắp ráp theo chuyển giao công nghệ của các chuyên gia đến từ liên doanh GM Mỹ và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của GM toàn cầu. Hiện tại, SGMW đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn BIQ4 về trình độ sản xuất cao nhất thế giới của GM và có các công nghệ tiên tiến như cánh tay robot điều khiển 7 trục, robot hàng tự động 100% và máy kiểm tra tự động 100%. Thông qua việc sử dụng các robot thông minh tự tay phát triển, SGMW sẽ đạt được mục tiêu xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô linh hoạt nhất trong ngành. Hiện tôi đang có mặt tại một cái khu vực gọi là khu vực lái thử xe của nhà máy SGMW để lái thử những cái chiếc xe Wuling cũng như là những cái chiếc xe Baojun của nhà máy này. Cái khu vực lái thử này rất là rộng và cái đường thử theo như hãng xe này cho biết thì nó có thể dài lên đến gần 25 km, rất là rộng để họ chạy thử những cái mẫu xe mới để đánh giá được cái độ an toàn cũng như là những cái chức năng của chiếc xe trước khi xuất xưởng ra thị trường. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang cung cấp nhiều chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện, bao gồm trợ cấp mua xe và hỗ trợ lắp đặt các trạm sạc. Trung Quốc đang tiếp tục gia hạn chính sách miễn thuế mới dành cho xe điện từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và duy trì hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Các xe năng lượng mới, viết tắt là NEV, được mua ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2025 sẽ được miễn thuế mua hàng lên đến $4,170 mỗi xe. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027 sẽ giảm một nửa và số tiền miễn thuế sẽ được giới hạn ở mức $2,078. Hiện nay, Trung Quốc có số lượng trạm sạc xe điện trên cả nước đạt 6,36 triệu trạm sạc, chiếm tỷ lệ lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, đây là những chiếc xe xe điện mini Wuling đã được TMT Motor lắp ráp và phân phối tại Việt Nam và trong thời gian tới sẽ được giao đến tay khách hàng. Và đây là những mẫu xe mà chúng tôi được chiêm ngưỡng tại nhà máy ở Trung Quốc. Như quý vị thấy, những hình ảnh về những cái chiếc xe điện mini này đã xuất hiện nhiều ở trên truyền thông cũng như là trên mạng xã hội tại Việt Nam trong thời gian vừa qua và có nhiều khách hàng đã trực tiếp lái thử những chiếc xe này rồi. Và nhìn chung, khách hàng rất là yêu thích cái dáng vẻ thiết kế của cái mẫu xe này bởi vì nó rất là nhỏ gọn, nhìn nó bé bé xinh xinh đúng không ạ? Và rất là phù hợp để mà mình di chuyển trên phố, trên những cái đường nhỏ hẹp. Đặc biệt là chiếc xe này nó được chạy hoàn toàn bằng điện và mình có thể mình sạc điện rất là đơn giản chỉ bằng cái nguồn sạc dân dụng thông thường mà thôi. Và như quý vị thấy, chiều dài của chiếc xe khá là ngắn, rất là nhỏ gọn, phía bên trong lại chở được 4 người, nó có 4 ghế và chở được 4 người, rất là thuận tiện. Như vậy thì nói sơ qua một chút để quý vị thấy đây có thể là một cái chiếc xe sẽ rất là hot trong thời gian tới, tôi hy vọng là vậy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục lần sau.